đây, nó sẽ ổn định bên này. Bây giờ nhé, thêm một ô nữa bên này, tức là hai con này nó sẽ đi với tài khoản này. Copy vào. Xin. Đấy, nó thu lên vào. Rồi sau đấy thì 20 con máy tiếp theo nó như đây. Tại vì cái số máy này, cái số máy này nó trùng nhau đúng không? Hai con nhập máy này sẽ đi như đây. Đấy, tự là. Nó ăn mãi, thế em mới bắt thêm. Nhào xưa ăn cả miếng mì. Có gì? Ăn mì. Ăn bao nhiêu rồi? Sang mồm á, chê cá. Ăn sao mà, con này ăn. Ăn xong mà. Ừ, giống không thích cá. Có phải thích cá đấy. Đừng nữa hả? Gì? Anh có ba, anh vừa ăn lúc tối lắm thôi, anh cho nó ăn. À lúc trưa. Vừa ăn lúc trưa, lúc tối cho nó ăn. Sao lại phải hâm nóng? Bởi vì mày người ta cho ăn mẻ thì nhóc nhóc cái gì có đồ ăn xem là đấy thôi thì cắt nó chỉ đấy thôi giống con tao của anh chỉ theo anh thôi. Được rồi, thế có đồ để xây rồi. Cái này không có vẽ là phải tải đúng không ạ? Đúng. Tải
bài ô với hết anh chiến thế RNG này. Bây giờ em hướng dẫn các bạn tạo ba cái YouTube kênh mới á, và đặt tên là YouTube kênh 1, YouTube kênh 2, YouTube kênh 3, biết tạo không? Đây nó cóp ra nhìn nhá, thế nhìn luôn đây, anh đã thấy nó nhiều. Ôi trời ơi, đây em tạo YouTube kênh 1 đúng không? Đây clip new, đặt tên là YouTube kênh 2, YouTube kênh 3. Ừ. Sau đấy cóp cái đấy ném vào cái văn phòng Sunshine này, để im đấy, để cho tí dùng đấy. Tí nữa chạy thì sẽ cho nó chạy tất cả về, ví dụ như ba tab ở đây đúng không, sẽ chạy về YouTube kênh 1, YouTube kênh 2, YouTube kênh 3 luôn, để OBS trong kia mình sẽ chẳng có tập tự động vào, máy trong kia mình chẳng có tập vào, cứ để im như thế tự chạy. Còn cái bên này nó chỉ có từ máy muốn đến nhiều cái này thì để tên không trùng được, tại vì em cũng muốn để kệ nó à, 12, 13. không trùng thì thôi, mình nhìn vào đấy mình biết máy nào đi với máy nào mà. Em sẽ để cho nó máy quản lý và máy ở tên kênh khác. Hai cái một máy nữa. Tức là hai cái máy ở trong đấy là một con máy ở ngoài này. Hai con máy trên đấy nó sẽ có hai OBS và hai tài khoản. Và nó sử dụng hai YouTube kênh. Nó có 20 máy, mình có 10 máy, 10 kênh ở đây. Thì chứng tỏ là hai máy sẽ đi với một kênh, và một cái livestream trực tiếp nó sẽ là ba livestream trực tiếp. Được không? Ừ. 20 máy trên đấy thì mỗi máy ở trên đấy nó sẽ đi với một OBS và một cái game kiếm tế ONG. Khi đấy thì hai máy thì sẽ phát hai cái mini trực tiếp, đúng không? Với một cái ly mình phát cái game mình tiếp kiếm thế thì là sẽ là ba ly, sẽ sử dụng YouTube kênh 1, YouTube 2, YouTube 3. Đấy, và em sẽ lưu là con nào ở YouTube kênh nào, con nào ở YouTube kênh nào. Ví dụ như nhé, ví dụ cho này. Ví dụ đây là con máy quản lý ở đây là máy 4 đúng không? Khi là máy 4. Máy 5. Kênh này là kênh 1. Dưới 1. 2 máy 1 kênh mà. Và ở đây sử dụng YouTube kênh 1 là của con máy 4 này, và YouTube kênh 2 điền vào đây là sử dụng của con máy 5 này. Được chưa? Và sử dụng cho kênh nào? Sử dụng cho kênh ở máy 1. Hiểu vấn đề chưa? Đó. Nhớ. Dễ mà. Bây giờ nhá, anh bỏ hai này đi, bỏ hết đi, nói lại này. Một hai máy sẽ dùng, mình có 20 máy mà ở đây có 10 kênh thì chứng tỏ là mỗi kênh thì phải dùng hai máy, mà mình có hai con máy này sẵn rồi thì kênh ở máy 9 với 10 này nó sẽ phát 4 livestream liền một lúc, được chưa? 4 livestream thì nó sẽ có 4 YouTube kênh. Vì anh không muốn mọi người stop, start livestream nữa, giờ mọi người sử dụng hết YouTube kênh này phát luôn, đúng không? Đấy nhá. Giờ máy này là máy 4, anh thử ví dụ nhá. Máy 4 và máy 5 sẽ phát cho kênh này tiếp theo, kênh của máy 9. Đây ví dụ nhá, xong tí nữa làm lần lượt cho nó dễ, hoặc là làm luôn máy 9 máy 10 được. Đó, tài khoản là mật khẩu thì nó y nguyên như thế, cái này chả cần đấy, chả cần nhớ được, không nhớ được. Và bộ này đi. Máy máy 4 sử dụng YouTube kênh thứ hai, máy 5 sử dụng YouTube kênh thứ ba, không cần YouTube kênh 4 đâu. Anh cũng đang sắp rất ngây rồi nên cũng hơi ngán một chút.
Đó, sẽ điền như chung cây, tạo như chung cây trên kia đúng không? Tạo như chung cây 1, như chung cây 1 là mình tạo rồi. Ừ, tí nữa tạo lại, điền lại cho nó rõ ràng nhé. Và đây sẽ là như chung cây 2, như chung cây 3 sẽ điền vào đây. Đó, thì máy 5 này chạy cho kênh ở kênh này, kênh như là thần trưởng này, kênh ở máy 9 với lại như chung cây 3 là cái này chạy với như chung cây 2 với 4. Thế là máy số 9 đấy ở kênh này nó sẽ phát ở đây là có 1, 2, 3 và một cái live stream trực tiếp ở trên kia đúng không? Người kia kiếm thế. Đó. Người kia kiếm thế thì dùng cái default cũng được, không cần đâu, không cần phải lưu trên này tương đối đâu, mình chỉ nhớ là cái người kia kiếm thế luôn là dùng default. Hai máy đấy mới có 4 thôi, còn những máy khác chỉ là 3 nhé. Giờ đây là 6, 7 sẽ dùng cho hoàng tử này. Tại vì sao lại là YouTube cây 2 và YouTube cây 3? Không phải. YouTube cây 1 là cái đang phát cái game chấm thế ONG ở đấy thế này. Ở hai máy đấy nó đang phát hai livestream đúng không? À, em đang bỏ mấy cái máy này. Ừ, đấy. Quy nhỏ. Quy nhỏ nghĩa là nói lại. Thì có hai máy này, kia là phát 4 cái này. Ừ, bên này thì phát 3 cái. Game nghịch thiên thì sẽ phát ở cái phát cái default này. Đã phải lưu lên đây. Nhưng người thiên kiếm thế sẽ phát luôn cái default này luôn được. Luôn nhớ nó ở cái default này. Và cái OBS này cài ở cái default này nó sẽ không thay đổi. Nhưng mà thế thì lại phải stop start ở đây. Mà thế thì đỡ được cái đoạn lên link. Nên là kệ nó. Cái default này được rồi. Còn những cái YouTube, những cái ly về cái game kiếm thế online kia thì dùng những cái YouTube cây ở đây. Được chưa? Chỉ có hai kênh này mình có ba cái yêu trên cây thôi, tạo ba yêu thôi, còn những kênh khác mình tạo hai yêu trên cây đúng không? Đó, quên con cái gì chứ đó, cứ không phải cái nào, cứ hỏi vẫn là tài khoản này đây, tài khoản này là có 20 như đây này, hai cái máy kia là được quản lý bởi tài khoản này, còn 20 máy mới được quản lý bởi tài khoản này. Đây là hai cái khác nhau nhé. Hai tài khoản này, cái này có hai máy thì đã dùng trong cái kia rồi. Tức là mỗi máy sẽ phát một ly. Mà một kênh mình có 22 máy đúng không, thì sẽ có 2 kênh 4 máy và 8 kênh 2 máy. Từ từ đã, anh chỉnh lộn này, cứ mỗi một máy ở đây sẽ phát một ly, một máy ở đây phát một ly đúng không, phát một ly, hai máy sẽ phát cho một kênh, là một cái kênh này nó sẽ dùng hai cái máy này phát thêm 2 ly và 1 ly của trực tiếp trên máy ở đây, nó sẽ là 3 ly. Mình sẽ tạo 3 cái yêu chim kênh, 3 yêu chim kênh cho hai cái kênh này thôi, vì hai cái kênh này nó sẽ có 4 cái thì nó sẽ có 3 cái yêu chim kênh và cộng thêm 1 cái đang phát trực tiếp ở trên máy mình ở đây là 4. Còn những cái máy ở dưới này, những cái máy từ 1 đến 8 sẽ chỉ cần tạo thêm hai cái YouTube cây và lưu lên đây thôi, để tí nữa mình khóa vào thì sẽ phát hai ly nữa, thì mình một ly ở đây nữa, ba ly trực tiếp.